liên hệ trước cơ Luyến được giảm ngay 2 triệu đối với dòng xe SH, SH More Vision và giảm ngay 1 triệu đối với dòng xe Future và dòng xe Sirius nha. Dạ. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là SH125 này, SH160 này, Vario này, Vision. Rồi mấy cái dòng xe số thì đồng hành giới thiệu quan trọng này thì có ông Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu không? Mời Luyến ạ. Hello cả nhà ha, hôm nay review cho mọi người về giá xe mới nhất của dòng xe SH ha. Bao gồm SH125, 160 và xe SH More. Hiện tại thì trong tháng 10 tháng 11 này đang có hỗ trợ tri ân anh em. Thì có liên hệ trước cho em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064. Liên hệ trước Luyến giảm ngay 2 triệu đồng con xe đi lại ha. Kèm theo là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng cho anh em ha. Thì đầu tiên là đi vào SH thì hôm nay bên Luyến có sẵn là 3 màu luôn, đủ 3 màu cho mọi người ha. Là cũng có màu đỏ, tăng màu đỏ trắng đen. Và màu đen. Ba em xe đều là màu riêng của SH125 và 160 luôn ha cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn, thì rất là sang mọi người. Hỗ trợ trả trước có 15 triệu là sở hữu ngay về một em SH125 của nhà. Thì 125 hiện tại thì Luyến đang hỗ trợ khách hàng với mức giá là 74.900.000 ha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 15 triệu trên xe nha. Liên hệ trước Luyến giảm 2 triệu còn 72.900.000 thôi ha. Đó, đó trong kho này số lượng rất nhiều. Còn 160 thì sao? 160 bên mức giá là 93.900.000. Trả trước cho em Luyến cũng chỉ có 30 triệu thôi là có thể lên xe được rồi nha. Đó, màu trắng các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn, trắng đỏ. Bên này có SH Mod nè. SH Mod hiện tại thì bên em có sẵn đủ màu nha, nhờ màu trắng này, màu đỏ, xanh, xanh đúng rồi. Xanh xi măng, màu bạc nữa. Hiện tại thì bên em đang bán cho khách hàng với mức giá là 56.900.000 đối với bản CBS và 67.900.000 với bản ABS ha. Trả trước còn em chỉ cần Vision sao ta? Vision thì đủ màu luôn nha cả nhà. Vision nó có mức giá từ 31.900.000, bản tiêu chuẩn 33.900.000, bản cao cấp. Và trả trước cần 4 triệu là lên xe được rồi ha. Anh thôi con Future nè. Future giá sao ta? Future thì bên em đang có mức giá là 33.900.000 đến 35.900.000 tùy phiên bản bánh căm hay bánh mâm ha. Sirius em trả trước 5 triệu, 4 triệu được rồi. Sirius thì đang có mức giá là 18.900.000, trả trước 3 triệu lên xe nha. Liên hệ trước cơ Luyến được giảm ngay 2 triệu đối với dòng xe SH, SH More Vision và giảm ngay 1 triệu đối với dòng xe Future và dòng xe Sirius nha. Dạ, liên hệ chi tiết nha. Ok, thì đó là giá xe á, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á, xin chào ạ.